Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng 4.000 người tại Đại Thánh Đường Phó Lô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha bắt đầu luật bài giáo lý mới về chủ đề lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt tâm tông đồ của người tín hữu. Và bài thứ nhất này có tựa đề ơn gọi làm tông đồ. Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới về giáo lý, về một đề tài khẩn cấp và quan trọng đối với đời sống Kitô, đó là sự hăng say loan báo tin mừng, nghĩa là lòng nhiệt thành tông đồ. Đây là một chiều kích sinh tử đối với giáo hội. Thực vậy, cộng đồng môn đệ của Chúa Giêsu sinh ra là tông đồ, là thừa sai. Chúa Thánh Thần uốn nắn cộng đồng này hướng ra ngoài để nó khỏi co cụm vào mình, nhưng hướng ngoại làm chứng nhân chia sẻ Chúa Giêsu cho tha nhân nhằm chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho đến tận bờ cõi trái đất. Nhưng có thể xảy ra là lòng nhiệt thành tông đồ, ước muốn đi tới người khác với việc loan báo tin mừng bị suy giảm nhiều khi dường như bị lu mờ, tả lụi. Nhưng khi đời sống Kitô đánh mất chân trời loan báo thì nó lâm bệnh, khép kín vào mình, trở nên tự tham chiếu, teo lại. Nếu không có lòng nhiệt thành tông đồ thì đức tin tả lụi. Trái lại, sứ mạng truyền giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô, bồi bổ và thanh tẩy nó. Vì thế, chúng ta khởi đầu một hành trình tái khám phá sự say mê loan báo tin mừng, bắt đầu từ kinh thánh và giáo huấn của hội thánh, để kín múc nhiệt huyết tông đồ từ nguồn. Rồi chúng ta đi tới một vài nguồn sinh động, một số chứng nhân đã khơi lên trong giáo hội lòng say mê đối với tin mừng, vì họ giúp chúng ta làm hồi sinh ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần muốn nó luôn cháy sáng trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bắt đầu bằng một giai thoại tin mừng một cách tiêu biểu, việc Chúa kêu gọi Matthew làm tông đồ, mà chúng ta đã nghe chính Thánh Nhân kể lại trong sách tin mừng của Ngài. Tất cả bắt đầu từ Chúa Giêsu đứng nhìn một người như văn bản thuật lại nơi nhiều người họ thấy Matthew như thực tại của ông hồi đó. Họ biết Matthew là người ngồi ở bàn thu thuế. Thực vậy, ông là người thu thuế, nghĩa là một người thu thuế đóng cửa của dân chúng cho đế quốc La Mã đang chiếm đóng Palestine. Nói khác đi, ông là người cộng tác với địch, một người phản bội dân. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự khinh rẻ của dân đối với ông, một người thu thuế cho địch. Nhưng trước mắt Chúa Giêsu, xu Matthew là một người với những lầm than và cao cả của ông. Và trong khi ông Matthew và dân chúng có sự xa cách nhau, Chúa Giêsu tiến lại gần ông, vì mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Cái nhìn này thấy người khác, dù là ai đi nữa, nhưng người được yêu thương chính là khởi đầu lòng say mê loan báo tin mừng. Tất cả khởi đầu từ cái nhìn ấy mà chúng ta học được từ Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tự hỏi, cái nhìn của chúng ta đối với tha nhân thế nào? Bao nhiêu lần chúng ta thấy những khuyết điểm của họ, chứ không thấy những nhu cầu của họ? Bao nhiêu lần chúng ta gắn nhãn hiệu cho người khác những gì họ làm hoặc suy nghĩ cả chúng ta như Tô hữu chúng ta tự nói đó là người của chúng ta hay không phải là người của chúng ta đó không phải là cái nhìn của Chúa Giêsu Chúa luôn nhìn mỗi người với lòng thương xót và đặc biệt yêu thương và các tín hữu Kitô được kêu gọi làm như Chúa Kitô nhìn như Chúa đặc biệt đối với những người ở xa thực vậy trình thuật về việc kêu gọi Matthew kết thúc với lời Chúa Giêsu nói thầy không đến để kêu gọi những người công chính nhưng là những kẻ tội lỗi vì thế tất cả bắt đầu với cái nhìn của Chúa Giêsu tiếp đó là giai đoạn thứ hai một chuyển động mắt Theo bấy giờ đang ngồi ở bàn thu thuế Chúa Giêsu nói với ông hãy theo tôi và ông đứng dậy và đi theo ngài chúng ta nhận xét rằng văn bản nhấn mạnh ông đứng dậy tại sao chi tiết này rất quan trọng vì thời đó người ngồi là người có quyền bính trên những người khác những người đang đứng trước ông để nghe hoặc như trong trường hợp này là những người đứng trả thuế ai ngồi thì là người có quyền bính. Điều đầu tiên Chúa Giêsu làm là tách Matthew ra khỏi quyền bính, từ tình trạng ngồi để đón tiếp người khác. Chúa đặt ông trong sự chuyển động đến người khác, làm cho ông rời bỏ vị thế ở cao để đặt ông ngang hàng với các anh em mà mở ra cho ông chân trời phục vụ. Chúa Giêsu thực hiện điều ấy và đây là điều cơ bản đối với các tín hữu Kitô. Chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta là giáo hội, chúng ta ngồi chờ đợi dân chúng đến hay là chúng ta biết đứng dậy, lên đường tiến bước với người khác, tìm kiếm tha nhân. Một cái nhìn, một chuyển động và sau cùng là mục đích. Sau khi đứng dậy và theo Chúa Giêsu, xu Matthew đi đâu? Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sau khi thay đổi cuộc sống của người ấy, Thầy Giêsu dẫn ông tới những cuộc gặp gỡ mới, những kinh nghiệm tâm linh mới. Không, hoặc ít là không ngay lập tức như vậy. Điều đầu tiên Chúa Giêsu đi về nhà ông. Tại đó, Matthew chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho ngài và có đông đảo những người thu thuế tham dự. Matthew trở lại môi trường của mình. Nhưng ông trở lại, được thay đổi và có Chúa Giêsu. Lòng nhiệt thành tông đồ của ông không bắt đầu tại một nơi mới, tinh tuyền và lý tưởng nhưng tại nơi ông sống với dân chúng quen biết ông. Đó là sự điệp đối với chúng ta. Chúng ta không được chờ đợi trở nên hoàn hảo và phải hành trình dài theo Chúa Giêsu để làm chứng về Ngài. Việc loan báo của chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay tại nơi chúng ta đang sống và không bắt đầu bằng cách thuyết phục người khác nhưng làm chứng mỗi ngày về vẻ đẹp của tình thương mà Chúa nhìn chúng ta và nâng chúng ta dậy. Thực vậy, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã dạy chúng ta, giáo hội không chiêu dụ tín đồ. Đúng hơn, giáo hội phát triển nhờ sự thu hút. Chứng tán này thu hút và vui tươi là mục tiêu mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta tới với cái nhìn yêu thương của Ngài và với sự đi ra ngoài mà Chúa Thánh Thần của Ngài khơi lên trong tâm hồn. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco tiếc thương sự ra đi của Đức Hồng Y Bell. Giáo hội Úc thường nhớ Đức Hồng Y Bell và bắt cóc hàng loạt ở Nigeria, một tình cảnh phức tạp. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco tiếc thương sự ra đi của Đức Hồng Y Pell. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một bức điện chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y George Pell, người mà ngài gọi là kiên định theo Chúa ngay cả trong những giờ phút thử thách. Bức điện chia buồn được gửi đến Đức Hồng Y Giovanni Battistare, trưởng Hồng Y đoàn, Kỳ Đức Thánh Cha hay tin Đức Hồng Y Pell đã qua đời ở Roma vào tối ngày 10 tháng 1 do biến chứng tim sau ca phẫu thuật. Ngài hưởng thọ 81 tuổi. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất buồn khi nghe tin Đức Hồng Y Pell, nguyên tổng thư ký Bộ Kinh tế. Ngài gửi lời chia buồn đến Đức Cha trưởng Hồng Y đoàn và gia đình của Đức Hồng Y Pell. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại chứng tá trung thành và tận tụy của Đức Cố Hồng Y George Pell. Sự công hiến của Ngài cho tin mừng và giáo hội và đặc biệt là sự cộng tác của ngài với tòa thánh trong cuộc cải cách kinh tế gần đây. Giáo hội Úc thường nhớ Đức Hồng Y Pell Các đấng bậc trong giáo hội tại Úc bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Hồng Y George Pell, tưởng nhớ đức tin sâu sắc của ngài và khả năng dẫn dắt mạnh mẽ của ngài trong giáo hội công giáo ở Úc. Trong tuyên bố đưa ra ngày 11 tháng 1, Đức Tổng giám mục Timothy Cotello dòng thừa sai đức tin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, nói rằng Đức Hồng Y Pell có tác động to lớn đối với đời sống của giáo hội Úc và toàn thế giới. Ngài mời gọi tín hữu hiệp thông công nguyện cho linh hồn Đức Cố Hồng Y. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Anthony Fish của Tổng giáo phận Sydney nhắc đến Đức Hồng Y quá cố trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa Thánh Mary. Ngài gọi Đức Hồng Y Pell là một đức cha lỗi lạc nhất từ trước đến nay của Úc. Đức Tổng giám mục BDA Comensoli của Tổng giáo phận Melbourne cũng ghi nhận Đức Hồng Eppel là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ngài đã sản sóc Tổng giáo phận Melbourne từ năm 1996 đến năm 2001. Đức Tổng giáo mục Mark Coleridge của Tổng giáo phận Brisbane đã nêu bật cuộc đời phi thường và nhân cách mạnh mẽ của cố Hồng Y người Úc, nguyên Tổng thư ký Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ngài cảm ơn vì những món quà mà Đức Hồng Yipel đã mang lại cho Giáo hội Úc. Bắt cóc hàng loạt ở Nigeria một tình cảnh phức tạp. Các vụ bắt cóc hàng loạt do các nhóm có vũ trang thực hiện đang trở nên thường xuyên hơn. Vào ngày 7 tháng 1, các tay súng đã tấn công nhà ga xe lửa Tom in Kimi ở Iweben, thuộc khu vực chính quyền địa phương Iweben của bang Edo, miền nam Nigeria, bắt cóc ít nhất 31 hành khách đang chờ lên tàu. Bộ tư lệnh cảnh sát bang Edo tuyên bố rằng những kẻ bắt cóc là những người chăn gia súc được trang bị súng trường AK-47 Chính quyền bang Edo sau đó tiết lộ rằng 6 trong số 31 người bị bắt cóc đã được giải cứu như một nhóm các cơ quan an ninh. Những tên bắt cóc đang ẩn náu trong rừng hiện đang bị các đội an ninh theo dõi. Những kẻ bắt cóc sử dụng các khu rừng cách nhau tại Nigeria để làm thành trì, nơi bắt giữ con tim chờ tiền chuộc. Trong số những người bị giam, có ít nhất 53 tín hữu Kitô giáo bị bắt cóc từ dịp Giáng sinh tại làng Angwanagu thuộc bang Kaduna, phía Bắc. radio tổng giáo phận hà nội xin chào và hẹn gặp lại